Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự 19 giờ 50 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh. Khai mạc hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt Trung lần thứ 10. Mưa lũ tại huyện Văn Bàn đã gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu của người dân. Tỷ trọng nước và quốc tế. Từ ngày 15 tháng 12, cả nước sẽ thực hiện bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh. Khoảng 85.000 người tại Hà Lan tuần hành kêu gọi ứng phó biến đổi khí hậu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 13 tháng 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành kỳ họp thứ 15, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 thành viên giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu, gồm Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh 3 người, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh 4 người, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh 4 người, các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh 19 người. Có 2 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh là ông Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh, và bà Nguyễn Thị Hải Anh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm do mới được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan theo đúng quy định. Kết quả hầu hết các đại biểu đều có tỷ lệ số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao, đạt cao. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 100% đại biểu có mặt nghị quyết thông qua. Tiếp đó, kỳ họp lần lượt nghe 6 tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân đối với các tờ trình. Tiến hành thảo luận tại hội trường với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế xã hội, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu làm rõ một số nội dung được các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, năm 2023, nhiệm vụ thu ngân sách của Lào Cai gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là với các chỉ tiêu thu từ tiền sử dụng đất và xuất nhập khẩu đang rất thấp. Điều này sẽ tác động tới lĩnh vực đầu tư công. Trong cái kế hoạch đầu tư công trung hạn thì chúng tôi có cái điều chỉnh đầu tư công. Ở đây thì trong cái tờ trình ấy thì có đề nghị giảm 46 công trình với 538 tỷ tiền đất. Nhưng ở đây là giảm đầu tư theo cái mà cái số thu thực tế của chúng ta phải giảm, nhưng không phải là cắt vốn của 46 công trình này. Tức là 538 tỷ này đối với 46 công trình có khối lượng thì Ủy ban Nhân tỉnh vẫn điều hành để thanh toán toàn bộ khối lượng của cái 538 tỷ mà chúng ta hụt thu từ cái tiền sử dụng đất. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ hồ sơ tài liệu trình tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua 8 nghị quyết, trong đó có nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023, nghị quyết điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023. Phát biểu bế mạc, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Xuân Cường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng của các đại biểu. Đây là cơ sở để các nghị quyết sớm được triển khai và thực tiễn cuộc sống. Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết tại kỳ họp thứ 15, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh, Hội đồng tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban tỉnh và các sở ban ngành thuộc Ủy ban Nhân tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời hiệu quả các nghị quyết đã được Hội đồng tỉnh thông qua. Các vị Hội đồng Nhân tỉnh bằng các hình thức phù hợp thông tin đầy đủ đến cử tri trong tỉnh kết quả của kỳ họp. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. Ngày 13 tháng 11 tại Hà Nội, Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai của Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc lần thứ 10 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện đối ngoại chính trị và kinh tế quan trọng nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời đề xuất phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tham dự và phát biểu tại hội nghị.
hội nghị có sự tham gia của hơn 200 đại biểu của Việt Nam và Trung Quốc với chủ đề mở rộng các hình thức liên kết hợp tác giữa các tỉnh thành phố hành lang kinh tế Việt-Trung nhằm phát triển kinh tế trong tình hình mới. Hội nghị hướng tới mục tiêu tiếp tục phát huy hiệu quả và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các địa phương, đề ra các nội dung hợp tác thực chất có tính khả thi cao, phù hợp với yêu cầu phát triển và tiềm năng lợi thế của các bên. Với vị trí quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, tỉnh Lào Cai đang làm tốt vai trò cầu nối giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam của Trung Quốc. Để mở rộng các hình thức liên kết hợp tác giữa các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế Việt-Trung, tỉnh Lào Cai đề xuất cần tiếp tục phát huy tốt các cơ chế giao lưu hợp tác đã có giữa các cấp các ngành các địa phương, đối đẳng của 5 tỉnh trên tuyến hành lang. Không ngừng làm sâu sắc hơn giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất giữa các tỉnh thành phố, thúc đẩy việc nghiên cứu đầu tư xây dựng đoạn đường sắt kết nối từ ga Lào Cai của Việt Nam đến ga Hà Khẩu Bắc của Trung Quốc. Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc lần thứ 10 diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 11 với phiên toàn thể và 3 phiên thảo luận chuyên đề về đầu tư thương mại, văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch, giao thông đường sắt, logistics. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa dông cục bộ vào đêm ngày 12 tháng 11, khu vực suối Nậm Trang, Nậm Mu thuộc các xã Nậm Mả, Võ Lao, huyện Văn Bản đã xảy ra lũ ống lũ quét, gây thiệt hại về tài sản hoa màu của nhân dân. Theo người dân địa phương, đây là trận lũ lớn nhất từ trước đến nay. Tổng hợp của huyện Văn Bản, trận lũ làm ảnh hưởng tới 21 nhà ở của người dân. Gần 14 hectare hoa màu bị thiệt hại trên 70%. Hơn 5 hectare cây quế bị gãy đổ, 1,5 hectare ao bị ngập úng, hàng trăm con gia cầm đã bị lũ cuốn trôi. Lũ lụt cũng đã vùi lấp, làm hỏng một số tuyến đường giao thông nông thôn, kênh mương, thủy lợi, công trình nước sạch tại hai xã Nậm Mả và Võ Lao, ước tính tổng thiệt hại ban đầu là trên 2,4 tỷ đồng. Bất ngờ mưa 10 phút mà, nước rồi bị là ập, nó là đến mâm luôn. Lúc này là tất cả con cháu và anh em là dọn mâm luôn, nước lên qua nhà chạy hết ra đường còn không dám vào trong nhà. Ngay khi xảy ra mưa lũ, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Bản đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã chủ động bố trí lực lượng tại chỗ hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả. Tuyên truyền vận động đến người dân để có những cái giải pháp làm sao mà đảm bảo được cái an toàn về người và tài sản ở các cái khu vực dân cư đang sinh sống ở ven suối. Hiện các phương án hỗ trợ khắc phục hậu quả vẫn đang được huyện Văn Bản tập trung chỉ đạo triển khai, giúp các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung có trên 200 gian hàng nông sản, đặc sản địa phương của 70 doanh nghiệp Việt Nam. Trong số này có rất nhiều mặt hàng tiêu thụ tốt và được kỳ vọng là sẽ tìm được đường xuất khẩu sang Trung Quốc. Chỉ mới 3 ngày diễn ra hội chợ nhưng nhiều nông sản Việt đã cháy hàng. Sức mua là rất lớn, vượt xa khỏi kỳ vọng của các doanh nghiệp. Đặc biệt, rất là nhiều mặt hàng nông sản được khách hàng Trung Quốc ưa chuộng. Các doanh nghiệp mong muốn rằng không chỉ việc tiêu thụ tốt mà thông qua hội chợ này sẽ là dịp để họ tìm kiếm được đối tác và mở rộng được cái thị trường tiêu thụ. Doanh nghiệp này đem đến hội chợ 5.000 hũ yến và một số sản phẩm từ yến. Ngay trong ngày đầu tiên của hội chợ, toàn bộ lượng hàng đã bán hết, nhiều đơn hàng đã nhận phải chuyển sau qua đường vận tải. Tin vui là doanh nghiệp đã ký thỏa thuận với một số đối tác để mở rộng thị trường tiêu thụ trong thời gian tới. Tôi chưa bao giờ tôi mừng như thế này, là từ ngày hôm qua là rất là nhiều các đối tác của tôi đã, từ ngày hôm qua tôi ký được 4 cái hợp đồng đã mở tại thị trường. Khách hàng của tôi từ ngày hôm qua hôm nay mua tới 60% là khách hàng của Trung Quốc ạ. Thì riêng cái thị trường của Lào Cai thì tôi mong muốn rằng là cái yến xào của Kon Tum sẽ lan tỏa tại đây và để cho nhiều người tiêu dùng biết đến về thương hiệu yến xào Kon Tum và nhất là thị trường của Trung Quốc. Một số loại trái cây ở các tỉnh miền Nam cũng tiêu thụ mạnh và hiện không còn hàng để bán. Tuy nhiên do ở xa, các doanh nghiệp không thể vận chuyển kịp để bán tiếp. Thị trường của chúng họ phản hồi rất là tốt với cái sản phẩm hữu cơ sầu riêng của Cội Việt. Và hiện tại rất nhiều đối tác họ đang muốn là tìm hiểu cái sản phẩm này, kết nối được nhiều hơn với khách hàng doanh nghiệp và có thể xuất khẩu được sang thị trường Trung Quốc trong thời gian gần tới. Hội chợ đã qua một nửa thời gian, các gian hàng nông sản, đặc sản thương hiệu Việt vẫn đang hút khách Trung Quốc. Anh Ngụy Hướng Dương đến từ huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc dành thời gian tham quan kỹ các gian hàng nông sản Việt Nam để mua về làm quà.
đồng thời tìm kiếm đối tác làm ăn lâu dài. Các sản phẩm này mà đưa sang siêu thị Trung Quốc chắc chắn sẽ bán được, rất tốt, sẽ nhiều người thích, giá cũng hợp lý. Tính đến nay đã có 27 thỏa thuận hợp tác đầu tư được ký kết, trong đó có nhiều thỏa thuận về liên kết tiêu thụ xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Đây là một trong những dấu ấn đậm nét tại kỳ hội chợ này. Sau 3 ngày diễn ra, đã có trên 70.000 lượt người dân du khách tham quan mua sắm. Doanh thu bán hàng của các doanh nghiệp ước đạt trên 60 tỷ đồng. Dự án nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu của công ty cổ phần may xuất khẩu Korea Vina tại khu công nghiệp Đông Phố Mới, thành phố Lào Cai vừa được Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư. Với tổng vốn đầu tư 99 tỷ đồng, dự án có quy mô sản xuất 1 triệu sản phẩm may mặc, 1 triệu sản phẩm mũ, giày dép, 500.000 sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ một năm. Tổng doanh thu ước đạt khoảng 100 đến 120 tỷ đồng một năm, giải quyết việc làm cho hơn 600 lao động. Tiến độ giai đoạn 1 thực hiện từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 11 năm 2025. Giai đoạn 2 từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai đang hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để sớm khởi công dự án. Từ tháng 4 đến nay, giá các loại phân bón giảm sâu. Một số loại có giá bán chỉ bằng 1/2 hoặc 2/3 so với năm 2022. Đến thời điểm này, phân NPK được bán lẻ ở mức 290.000 đồng đến 320.000 đồng một bao 50kg, giảm từ 15 đến 20% so với thời điểm này năm ngoái. Đạm ure giảm tới 50%. Trên địa bàn tỉnh hiện có 7 doanh nghiệp sản xuất phân bón. Tổng sản lượng trung bình hàng năm gần 700.000 tấn, đảm bảo đủ cung ứng nhu cầu sản xuất của người dân trong tỉnh và các tỉnh, thành phố lân cận. Giá phân bón xuống thấp giúp nông dân giảm bớt gánh nặng chi phí đầu tư cho sản xuất. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối mặt hàng này lại gặp khó khăn, lo lắng vì lợi nhuận giảm, lượng hàng tồn kho nhiều. Thưa quý vị và các bạn, thành lập vào năm 2019, mô hình đội xe ôm tự quản thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn đã tập hợp những người trực tiếp hành nghề xe ôm trên địa bàn với tinh thần tự nguyện, tương trợ lẫn nhau, cùng làm tốt dịch vụ vận chuyển người, hàng hóa, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Trên các tuyến đường của thị trấn Khánh Yên, dễ dàng bắt gặp những người làm nghề xe ôm mặc áo khoác vàng phản quang. Đây là các thành viên đội xe ôm tự quản. Mô hình được công an thị trấn vận động thành lập. Hơn 3 năm hoạt động, các thành viên đã tạo được niềm tin của hành khách và nhân dân trên địa bàn. Người dân nói thì là đi với đội xe ôm tự quản là rất là an tâm. Tại cái nhất là không sợ về giá và cũng không sợ là về cái thành phần rượu bia là không bao giờ có trong đội xe ôm tự quản. Đấy, cho nên là dân là rất an tâm, lúc nào đến đâu nhìn thấy áo vàng là cũng biết là xe ôm tự quản. Tham gia đội xe ôm tự quản, các thành viên đã thực hiện nghiêm quy chế, quy định mà đội đã đề ra. Đã có những hành động đẹp như nhặt được tài sản, người dân rơi trên đường, đã liên hệ với công an thị trấn để trả lại. Không tranh giành khách, từ đó hành khách tin tưởng, tín nhiệm những người lái xe ôm trong đội. Đi xe ôm tự quản ấy, thì là giá cả thì nó phải chăng, nó không bị chặt chém. Thế là đi được yên tâm, không bị đèo ba. Thế nhưng những xe ôm ở ngoài họ hay đèo ba nó gây nguy hiểm. Sau hơn 3 năm hoạt động, từ 10 thành viên ban đầu, nay đội xe ôm tự quản đã có 15 thành viên, với thu nhập bình quân 5 triệu đồng một người một tháng. Đội còn kịp thời cung cấp cho công an thị trấn 25 nguồn tin, trong đó nhiều tin có giá trị trong phòng chống tội phạm. Công tác quản lý đối với những người đội xe ôm này, bởi vì trên địa bàn này, thì cũng rất là nhiều đa dạng các mô hình đội xe ôm. Do vậy là để mà đảm bảo về cái an ninh cho người khách và người dân đi trên các cái tuyến đường liên quan giao thông thì cũng đây cũng là một cái cánh tay nối dài để cho cái lực lượng an ninh này trải dài trên khắp của huyện. Thông qua hoạt động của đội xe ôm tự quản, không chỉ tạo thu nhập ổn định cho các thành viên, mà còn góp phần vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở, thiết thực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội viên phụ nữ các dân tộc Mường Khương ngày càng tự tin, năng động trong phát triển kinh tế. Đó là thành quả nỗ lực của các cấp hội phụ nữ trong việc đồng hành cùng chị em nâng cao kiến thức,
xây dựng mô hình điểm phát triển sinh kế, đặc biệt là đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ vốn vay kịp thời, hiệu quả. Hơn 1 hectare chè này, chị Lù Thị Hoa ở thôn trung tâm xã Lùng Vai trồng được nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện do chi hội phụ nữ đứng ra tín chấp. Trồng chăm sóc đúng kỹ thuật, đôi chè đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Chi hội chúng tôi cũng đã được đầu tư và cho vay tiền hỗ trợ việc tạo công ăn việc làm cho người lao động ấy, thì cũng được vay tối đa là 100 triệu. Thì chúng tôi cũng về đầu tư cho cây chè. Nói chung là từ cái cây chè thì được cải thiện rất là nhiều trong cuộc sống. Thì hàng tháng chúng tôi cũng có tiền thu nhập và nuôi các con cháu nó ăn học thì nó cũng có đồng ra đồng vào. Gia đình chị Nông Thanh Thủy thuộc diện khó khăn nhất ở thôn Pha Long 2 được tổ tiết kiệm vay vốn giúp đỡ vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Chị đầu tư vào chăn nuôi trâu bò và lợn đen. Thoát nghèo, chị Thủy mong muốn được vay số vốn lớn hơn để mở rộng sản xuất. Rất là cảm ơn vì cái số tiền đấy là thứ nhất là cũng tạo giúp đỡ chúng tôi về cái mặt chăn nuôi, thì bây giờ chúng tôi cũng rất là phát triển và nâng cao được cái cuộc sống, mà chúng tôi cũng rất mong nhà nước quan tâm hơn nữa cho chúng tôi vay nhiều hơn để chúng tôi phát triển, cố gắng phát triển được hơn nữa. Các cấp hội phụ nữ huyện Mường Khương đang quản lý tổng dư nợ gần 128 tỷ đồng với 66 tổ cho trên 2.130 hộ vay thông qua ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Duy trì 4 nhóm tín dụng tại xã Lùng Vai, Lùng Khấu Nhin với tổng dư nợ trên 1,6 tỷ đồng cho 102 thành viên vay. Cùng các nguồn vốn khác như chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, các mô hình tiết kiệm phụ nữ. Qua cái nguồn vốn này thì đã giúp nhiều chị em có cái nguồn vốn để chị em tái đầu tư sản xuất này, đầu tư cây giống, con giống và phát triển kinh tế gia đình. Thế và hàng năm thì góp cái phần có quan trọng trong cái công tác là xóa đói giảm nghèo. Hỗ trợ kịp thời hội viên phụ nữ vốn phát triển kinh tế khởi nghiệp, tạo mô hình sinh kế giúp chị em gia tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ Mường Khương đang đóng góp tích cực vào chương trình giảm nghèo bền vững của địa phương. Tiếp tục chương trình, không chủ quan trong phòng chống sốt xuất huyết. Liên Hợp Quốc nối lại đàm phán về ô nhiễm rác thải nhựa. Từ ngày 15 tháng 12, cả nước sẽ thực hiện bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh. Đây là cơ sở giám sát, đánh giá thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cả nước. Bộ chỉ tiêu sẽ bao gồm 4 mục tiêu chính là giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP, xanh hóa các ngành kinh tế, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu. Bộ chỉ tiêu này áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân, cung cấp thông tin thống kê, sản xuất thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê về tăng trưởng xanh. Tin từ Bộ Y tế, tuần qua cả nước đã ghi nhận thêm hơn 7.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có một ca tử vong tại Long An. Như vậy là từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận gần 136.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 35 ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới dự báo năm 2023 và 2024, biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino có thể thúc đẩy muỗi sinh sản, làm gia tăng sự lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do muỗi truyền nhiễm. Trong khi đó, bệnh sốt xuất huyết hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh, chủ động thu dọn vật dụng phế thải gây đọng nước, nơi bọ gậy, muỗi phát triển, đậy kín các dụng cụ chứa nước sinh hoạt để phòng bệnh sốt xuất huyết. Đặc biệt khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, các bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đã tham dự hội nghị tham vấn an ninh thường niên song phương tại Seoul. Chương trình nghị sự của hội nghị sẽ tập trung xem xét lại kế hoạch cho tương lai giữa hai nước đồng minh này. Theo các nguồn tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc sẽ tập trung thảo luận các biện pháp ứng phó Triều Tiên, có thể bao gồm cả việc thực hiện chiến lược răn đe mở rộng như Washington sẽ sử dụng các khí tài quân sự chiến lược để bảo vệ đồng minh.
Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thảo luận việc liệu có nên đình chỉ thỏa thuận quân sự đã được hai miền Triều Tiên ký kết năm 2018 hay không. Theo chính phủ Hàn Quốc, thỏa thuận này là một trở ngại trong việc ứng phó Triều Tiên một cách hiệu quả. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã kêu gọi giải thể Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc, dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày mai 14 tháng 11. Hai ứng cử viên dự kiến tham gia vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Argentina vào ngày 19 tháng 11 tới đã có cuộc tranh luận cuối cùng trên truyền hình. Trong sự kiện kéo dài, từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 11, vòng đàm phán mới về hạn chế ô nhiễm rác thải nhựa toàn cầu sẽ diễn ra tại thủ đô của Kenya dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Hiện lượng rác thải nhựa đổ vào các đại dương trên thế giới đã tăng chưa từng có kể từ năm 2005 và có thể tăng gấp gần 3 lần vào năm 2040 nếu các nước không có hành động tiếp theo. Cụ thể, ước tính đã có khoảng 171.000 tỷ hạt nhựa đã trôi nổi trên đại dương vào năm 2019 và đến năm 2040, tình trạng ô nhiễm sẽ trầm trọng gấp 2,6 lần nếu không có chính sách ràng buộc pháp lý toàn cầu nào được đưa ra. Nghiên cứu trên được xem xét đánh giá dựa trên các dữ liệu ô nhiễm nhựa bề mặt từ 11.777 trạm quan sát đại dương ở 6 vùng biển trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 2019. Hạt vi nhựa được xem là loại rác thải đặc biệt nguy hiểm đối với đại dương. Ước tính đã có khoảng 85.000 người tham gia cuộc tuần hành tại Hà Lan kêu gọi chính phủ nước này hành động để giải quyết những thách thức của tình trạng biến đổi khí hậu. Cuộc tuần hành do một nhóm liên minh các tổ chức vì môi trường phát động đã tuần hành qua các khu phố của Hà Lan nhằm yêu cầu chính phủ hành động ngay lập tức chống lại biến đổi khí hậu. Theo truyền thông sở tại, đây là cuộc tuần hành có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Lan, hơn gấp đôi so với kỷ lục 40.000 người ghi nhận trong sự kiện cách đây 2 năm. Cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh chỉ còn 10 ngày nữa Hà Lan sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử và những người tham gia mong muốn khủng hoảng khí hậu sẽ được đưa vào chương trình nghị sự lần này. Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ xác nhận một trực thăng quân sự của lực lượng trong quá trình huấn luyện đã rơi xuống Địa Trung Hải, khiến toàn bộ 5 binh sĩ có mặt trên máy bay thiệt mạng. Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ, trong nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không của hoạt động huấn luyện quân sự, một trực thăng chở 5 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm lục quân Mỹ đã gặp sự cố và rơi xuống Địa Trung Hải. Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ cho biết đã triển khai ngay lập tức chiến dịch tìm kiếm cứu hộ sau vụ việc. Song các nguồn tin cho biết 5 binh sĩ này đã thiệt mạng. Hiện Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ đang tiến hành điều tra về nguyên nhân vụ việc. Quý vị và các bạn thân mến, được xây dựng từ năm 1920, con đường đá cổ Ba Vì hiện còn chiều dài 17 km, kéo từ bản Nhiều Cô San, xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, sang bản Sàng Ma Pho, xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Những năm gần đây, con đường đá cổ này với bao trầm tích lịch sử đã được nhiều người, đặc biệt là khách du lịch yêu thích, lựa chọn khám phá trong hành trình trải nghiệm núi rừng Tây Bắc. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của con đường đá cổ Ba Vì trong một khoảnh khắc Lào Cai hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cung cấp. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên các khu vực trong tỉnh sẽ có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm.
những khu vực khả năng có mưa vừa mưa to, tập trung ở các huyện Bát Sát, thị xã Sapa, Mường Khương, Bắc Hà, Simacai hay là Bảo Yên. Đêm nay và ngày mai, do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam, lưỡi áp cao suy yếu kết hợp với rìa phía Nam, rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 25 cho đến 28 độ Vĩ Bắc bị nén dịch xuống phía Nam, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng. Đêm về sáng sớm trời se lạnh, vùng cao đêm về sáng trời rét. Cảnh báo mưa dông kèm theo các hiện tượng như là lốc sét, gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông lâm nghiệp. Mưa to cục bộ sẽ làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất đá tại những nơi có địa hình dốc, các ta luy dương và ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông suối nhỏ. Người dân các địa phương cần chủ động nắm tình hình thời tiết để phòng tránh thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 13 ngày 14 tháng 11 năm 2023. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có thể có dông. Trời chuyển rét, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, trời chuyển rét, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông, trời chuyển rét, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trời chuyển rét, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trời chuyển rét, gió nam cấp 2, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Thông tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.